Suzuki XL7 thuộc dòng xe MPV 7 chỗ đa dụng, hướng đến khách hàng mua xe phục vụ gia đình. Hiện nay, nhiều chiếc XL7 đã qua sử dụng đang được giao bán trên sàn xe cũ với các tình trạng và mức giá khác nhau. Theo tham khảo, một chiếc Suzuki XL7 sản xuất năm 2021 đang được một showroom xe cũ chào bán với mức giá khoảng 400 triệu. Người bán cho biết, chiếc xe có ngoại thất màu trắng, nội thất màu đen và đã di chuyển khoảng 40.000 km. Được biết Giá niêm yết ở thời điểm mua mới của Suzuki XL7 2021 là 589 triệu. Tuy nhiên, sau khi tính cả lệ phí trước bạ và các khoản chi phí khác, tổng số tiền chủ xe ban đầu cần bỏ ra dao động từ 651 đến 682 triệu tùy thuộc vào khu vực đăng ký. Sau 3 năm sử dụng, giá trị của chiếc XL7 đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, đây vẫn là một lựa chọn hợp lý cho những ai đang tìm kiếm một mẫu MPV 7 chỗ đã qua sử dụng với mức giá phải chăng. Về tổng thể, Suzuki XL7 2021 sở hữu kích thước dài rộng cao lần lượt là 4.450mm, 1.775mm, 1.710mm, chiều dài cơ sở đạt 2.740mm. Ở ngoại thất, đầu xe gây ấn tượng với lưới, tản nhiệt đen bóng kết hợp cùng hai thanh chrome nối liền dài đèn LED chạy ban ngày. Cụm đèn pha LED phản quang giúp XL7 2021 thêm phần cá tính và sắc nét. Phía sau xe, cụm đèn hậu chữ L tích hợp LED tạo điểm nhấn riêng biệt cản dưới phối màu bạc đen và hốc gắn miếng phản quang thiết kế dọc. Ngoài ra, xe còn được trang bị đèn sương mù tích hợp trong ốp hình thang đen, gương chiếu hậu chỉnh gập điện có đèn báo rẽ LED, la răng hợp kim 16 in, thanh giá nóc. Bên trong cabin, Suzuki XL7 2021 sở hữu một không gian nội thất thể thao và hiện đại. Điểm nhấn nổi bật là màn hình cảm ứng 10 in trên bảng táp-lô. Hệ thống cửa gió dài phía trên mang lại cảm giác thoáng đãng. Những trang bị tiện nghi đáng chú ý khác có vô lăng ba chấu dạng đê cắt bọc da, cụm đồng hồ mạ viền chrome và màn hình đa sắc TFT hiện đại, hệ thống giải trí được hỗ trợ Apple CarPlay Android Auto, điều hòa tự động, dàn âm thanh 6 loa, chìa khóa thông minh và nút bấm khởi động. Trái tim của Suzuki XL7 2021 là khối động cơ 1.5 lít sản sinh công suất tối đa 103 mã lực và mô men xoắn cực đại 138 Nm kết hợp với hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Về công nghệ an toàn, xe được trang bị túi khí SRS, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe và điểm gắn ghế an toàn trẻ em.